Theo yêu cầu của con nhỏ, nó quay clip ba si cảnh sát cho con nhỏ coi. Đặc biệt xe này thuộc diện siêu độc á, nó còn bộ viền nữa, và cái bộ khung với khung sắt mà nó cứng lắm, cái đó gắn vô nó cồng kềnh lắm, không có gắn nè. Cái khung nó chỗ nó gắn chỗ này nè, chỗ này là nó gắn hai cái khung với cái bình chữa lửa nữa đó. Nó khác ba xe thường nhiều lắm, nó có cục gù nè, nghe không? Đồng hồ nó cũng khác, với lại nó có cái nút tự tắt khẩn cấp đó. Yên nó loại yên viền đỏ, máy nó cũng khác nè đó. Máy nó lại có cái ống hơi, nó đang nổ máy đó, nó đang nổ máy, nó bánh nó quay đó, nó êm dễ sợ không đó. Dễ sợ không? Nè, để thử ra coi nè. Giả tỷ như cái xe này mình bóp thắng bên trái đó, thì nó trái cái đèn bên trái ha, mình buông ra, mình bóp bên phải thì nó trái đèn bên phải, mình chạy tốc độ 40 km/h hơn thì nó trái cái đèn này lên, nó chớp báo nguy hiểm. Đằng sau cũng vậy nè, đó, bên trái bóp thắng bên trái, bên đây bóp bên phải, bên trái đèn bên đây. Cái đèn pha nó cũng khác người ta nè, thay vì nó có công tắc, nó có cái đèn xe thường mình là có chỗ này nó trái đèn, nhưng mà anh đây không, đèn đờ mi đó, bật lên là đờ mi nè, pha cốt nè đó, nó khác ha, nó khác nhiều lắm, nó khác cái kiến nữa, kiến tròn máy đó thì thôi khỏi thì thầm luôn. Đây giờ đồ cứng lắm, cái sườn nó cứng hơn cái sườn xe thường nhiều lắm. Ống thép nên nhìn thấy nè, nên cái ống sắt nó giòn mà hết hồn luôn á. Cái chống nó cũng khác nè đó, cái chống nó thay người ta khác, không chống là chống khác. Chiếc này đáp vỏ thì nó đề 214 rồi á, nhưng mà mình đâu có biết được hai mấy, kệ nó đi, tính là máy nó 223 mới ghê hồn, máy nó chống mặt với nó luôn á. Đó, nó còn bộ khung sắt để chạy tông người ta cho đã chơi mà. Vậy nha.